Cẩm Tú kính chào quý khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chay Việt Tinh Hoa được thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Khung giờ phát sóng quen thuộc của Chay Việt Tinh Hoa đó chính là 6 giờ 50 phút thứ năm hàng tuần trên TTV11. Quý vị cũng có thể đón xem chương trình trên website tayninhtv.vn và ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV. Quý vị thân mến, những ngày Tết đến xuân về, ai ai cũng đều tất bật trang hoàng nhà cửa, mua sắm các vật dụng, thực phẩm cần thiết để chào đón năm mới. Đặc biệt, Tết cũng là dịp để chúng ta sum họp và mâm cơm gia đình sẽ mang mọi thành viên gần nhau hơn, cùng đón một cái Tết đầy ấm áp và tình thân. Không biết trong số phát sóng ngày hôm nay, Chay Việt Tinh Hoa sẽ giới thiệu đến quý khán giả món ăn gì trong dịp Tết này? Cùng Cẩm Tú đón xem ngay sau đây. Cà rốt cuộn đậu hũ sốt mè, một món ăn vừa đảm bảo chất đạm, vừa cung cấp các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Với các nguyên liệu chính được sử dụng như cà rốt, đậu hũ trắng, nấm mèo, nấm đông cô và mè đã làm nên một món ăn hấp dẫn trong dịp Tết này. Từ những nguyên liệu đơn giản nhưng với sự sáng tạo của đầu bếp, thoạt nhìn chúng ta sẽ nghĩ ngay tới dây táo hoa thường thấy trong những ngày đầu năm mới. Trong số phát sóng hôm nay, mời quý vị khán giả cùng đi chợ với Mạnh Tiến để mua nguyên liệu chế biến món cà rốt cuộn đậu hũ sốt mè. Theo Mạnh Tiến, để có thể dễ tìm mua các nguyên liệu được sử dụng trong món ăn này, thì quý vị nên đi chợ. Đầu tiên là cà rốt, tiếp theo là đậu hũ trắng và cuối cùng là mè. Bây giờ, chúng ta cùng vào bếp thôi nào! Mạnh Tiến rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chay Việt Tinh Hoa của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và người đồng hành quen thuộc của chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu cô Vũ Thị Điệp, đầu bếp của nhà hàng sinh thái Phước Lạc Duyên. Chào Mạnh Tiến, mình rất vui xin chào khán giả Đài Truyền hình Tây Ninh. Dạ cô Điệp ơi, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả của Chay Việt Tinh Hoa món ăn gì hả cô? Hôm nay cô sẽ làm một món là cà rốt cuộn đậu hũ sốt mè. Dạ, cà rốt cuộn đậu hũ sốt mè. Vậy thì nguyên liệu của nó sẽ gồm những gì hả cô? Nguyên liệu của nó gồm 200 gram cà rốt, 3 tay nấm mèo, 3 tay nấm đông cô. Và mình có một thỏi đậu hũ trắng như thế này. Với một ít cà rốt, lát mình sẽ băm nhuyễn. Trước tiên, Tiến phụ cô một tay nha. Em sắc cà rốt nhuyễn ra như thế này giùm cô. Rồi, em sắc vào tay vô. Hai tay nấm mèo cũng nhuyễn. Rồi nấm đông cô em sắc nhuyễn. Qua cái sơ chế phần này, cô sẽ cho vào một miếng tàu hũ. Cô sẽ đánh ra. Cái này con sắc sợi rồi. Sắc hộp lụa nhuyễn hết. Sắc nhuyễn luôn hả cô ha? Trước khi mình đánh tàu hũ, mình cho vào đó một ít hạt nêm, một ít đường và một chút dầu mè. Rồi, mình sẽ tán nhuyễn ra. Đậu hũ này thì mình có cần phải trùng sơ qua nước sôi gì không cô? Hay là... Đậu hũ mình mới mua về mình khỏi cần dằn qua nước. Nếu mình để qua đêm trong tủ lạnh thì mình mới dằn. Còn mới mua về mình còn để cái độ cho nó mềm, nó ngon hơn. Với những cái nguyên liệu như ngày hôm nay mình chuẩn bị thì cái món ăn này thì mình sẽ dùng được cho mấy người hả cô? Cái này mình sẽ dùng cho được 4 người ăn. Dạ, dùng cho 4 người ăn. Mình làm một lát mình sắp ra thành một như một cái dây pháo ngày xuân. Nó mang cái tính chất, cái đậu hũ nó vừa có chất bổ dưỡng, còn cái cà rốt nó một cái thanh mát. Dạ, một món ăn không những đầy màu sắc mà còn đầy đủ dinh dưỡng nữa cô ha? Trước khi bào cải ra thì mình cho vào đây một muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê muối như thế này. Mình ngâm nước làm cho cái củ cải nó mềm đi. Cái này con sắp xong rồi con bỏ vô đậu hũ luôn hả cô? Luôn đi em. Rồi, cà rốt thì mình bào mỏng ra như thế này. Mình ngâm vào trong một ít muối với lại một muỗng cà phê đường nhỏ. Ăn cho cái độ dịu của nó, chút mình đem đi hấp nó mau mềm mà nó có cái độ ngon.
Nấm đông cô này khi mình mua về thì mình sẽ ngâm trong nước trong vòng bao nhiêu phút thì mình ngâm một khoảng 20 phút là nó mềm. Dạ. Mình dằn qua một chút nước cho nó đi hết cái mùi hôi của nó. Dạ. Để khử mùi hôi của nấm đông cô. Mình ngâm cà rốt khoảng 5 phút thì cái độ mềm nó dịu xuống, mình đem ra, mình vớt ra. Là mình sẽ cho nó lên một cái dĩa. Phần này con sẽ bỏ chung vô đây luôn. Rồi. Dạ. Với phần mắm mèo thì con sẽ làm tương tự luôn. Em sắc nhuyễn và thêm nấm mèo. Dạ. Với em sắc thêm một cọng hành lá nhuyễn dùm cho cô luôn nha. Dạ rồi. Quý vị thân mến, với cà rốt thì chúng ta sẽ sau khi chúng ta bào thành từng lát mỏng thì chúng ta sẽ ngâm trong nước có pha muối đúng không cô? Mình ngâm một ít muối, một ít đường. Dạ, cho nó cái độ cà rốt nó có cái độ dịu mà giòn. Dạ, mình cũng đã băm xong hai cái nấm rồi, nguyên liệu này. Thì em sắc nhuyễn một miếng hành để cho cô nha. Rồi còn bên đây bây giờ mình cho vào một muỗng cà phê hạt nêm nấm. Một muỗng đường. Như thế là mình đã hoàn thành. Mình đánh nhuyễn lên. Hành này mình sắc để mình bỏ vô rồi, cái phần cho vào hành đây, hộp đó luôn hả cô? Cho nó có cái độ thơm. Dạ. Cho hết phần hành này vô đây. Rồi, đi. Em cho hết phần hành vô cô. Mình sẽ bắt sẵn một ít nước lên. Cuộn như thế này chắc được hả cô? Rồi, em cho ra đây đi. Đẹp lắm. Mình sẽ cho một số lượng vừa đủ thôi lên cái miếng cà rốt. Nhìn khá là bắt mắt, khá là hấp dẫn luôn cô ha. Một lát nữa mình sẽ làm thành một cái dây pháo của ngày xuân. Nghe thôi đã thấy không khí Tết rồi. Bây giờ như vậy mình đã xong, thì nước mình cũng đã sôi rồi. Thì bây giờ mình cho cái này vào đây. Để lên đây mình hấp. Dạ, để vô dĩa hấp luôn. Để vô dĩa vậy mình hấp. Mình sẽ hấp trong vòng bao nhiêu phút hả cô? Mình hấp chỉ 15 phút. Rồi. Rồi trong khi bây giờ mình chờ đợi cái cà rốt mình chín. Thì bây giờ mình tiến sắc nhuyễn giùm cô cái này. Mình làm y như một cái miếng cái sắc pháo nổ á ha. Dạ, mình cắt nhuyễn ra luôn hả cô? Rồi cái khúc ớt mình tiến cũng sắc hạt nhỏ nhỏ ra luôn giùm cô. Còn cô thì quậy một ít, cho vào một miếng nước, vào trong bột năng. Hồi nãy một muỗng cà phê bột năng của mình á. Dạ. Cô sẽ cho vào một miếng nước. Giờ mình sẽ đánh lên. Mình tiến sắc xong thì cho vào đây giùm cô luôn nha. Dạ, sắc nhuyễn xong rồi cho hết vô trong đó luôn. Vậy là cô sẽ cho vào đây một muỗng đường và một muỗng mổ hạt nêm. Rồi một chút cô cho miếng mè lên nữa là xong. Phần ớt thì con cũng sẽ sắc nhuyễn luôn hả con? Rồi, em sẽ sắc nhuyễn ra vậy dùm cô luôn. Cái ớt này luôn hả con? Rồi, cái khúc ớt đó em sắc nhuyễn. Cái này em lấy khúc như cô chỉ nãy vậy đó. Sắc nhuyễn luôn. Rồi, thì cà rốt của mình nó đã chín xong như thế này. Bây giờ cô sẽ sắp ra. Cô làm thành một dây pháo. Sau khi hấp trong 15 phút thì chúng ta sẽ gấp phần này ra để mình chuẩn bị mình trang trí. Mình chuẩn bị mình trang trí. Dạ, con đã xong phần nước sốt rồi ạ. Rồi. Giờ thì mình tiến cứ sắp ngay hai cái hàng đứng lên về cho cô nha. Dạ. Đó, nó y như là một cái dây pháo đằng trong này. Cô sẽ làm một cái cọng dây pháo liền.
thấy cũng gần giống cái dây pháo rồi đó cô ha. À. Mình cũng cắt nhuyễn một đầu đúng không cô? À, em cắt một đầu ra nhẹ ha. Khá là đẹp mắt. Đây là mình làm một cái dây pháo ha. Yeah. Rồi như thế đó, mình sẽ có một cái dây pháo. Cái nước sốt thì như hồi nãy mình đã làm như thế này. Ở đây thì bắt đầu em cho vào một muỗng nước. Phần rồi. Nước sốt của mình thì sẽ gồm có là bột năng, hạt nêm, ớt bằm nhuyễn và cà rốt bằm nhuyễn. Rồi mình sẽ cho nó vô như thế này. Em biết cái này á, mình tạo một cái độ sánh sệt. Còn cái này cũng y như là cái hoa, yeah. Cái sắc pháo nó đã nổ ra vậy đấy. Vậy là mình đã hoàn thành. Khi nó sôi lên nó trong ngành. Cái này là mình chỉ cần để cho nó sôi lên thôi là được hả cô? À, mình cho nó thật là sôi lên. Đợi cho nó có một cái độ sệt nhất định thì mình sẽ tắt lửa. À, chỉ một cái độ sệt với một độ trong nhất định của mình là mình cho mình đi rót tắt lửa. Như vậy mình đã xong rồi, bắt đầu bây giờ mình sẽ rưới lên. Mình sẽ rưới trực tiếp lên cái phần rồi, cà rốt cuộn này luôn. Rồi còn một ít mình cho ra rìa dĩa như thế này, y như cái sắc pháo nó dễ đi ăn dãi vậy đấy. Và cuối cùng mình cho vào một ít mè. Rải lên trên. Dạ, mình cho một ít mè trắng lên trên. Đây là cái món ăn mình đã hoàn thành như thế này rồi. Nó là một dây pháo. Thay vì cái ngày Tết vui vẻ xum vầy thì mình có một cái món ăn nó vừa bổ dưỡng mình, nó vừa bắt mắt cho mọi người. Dạ. Quay quần bên nhau, đó một cái Tết xum vầy. Quý vị thân mến, vậy là với chỉ với những cái nguyên liệu đơn giản thôi mà chúng ta đã cho ra được cái món ăn rất là hấp dẫn, món cà rốt cuộn đậu hũ sốt mè. Và cảm ơn cô ngày hôm nay đã hướng dẫn cho Mạnh Tiến cũng như là quý vị khán giả của Chay Việt Tinh Hoa thực hiện món ăn này. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn Mạnh Tiến và cảm ơn quý khán giả. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình Chay Việt Tinh Hoa ngày hôm nay cũng xin phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.